ơi cô. Dạ. Cô làm ơn coi giùm cái địa chỉ trong này có dạ. Nhà nào chỉ giùm tôi cô. Dạ. Dạ là cái nhà này là bà. Dạ. 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 Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Bà già bà bị gì vậy? Trời ơi tôi nhìn tôi thấy tôi ghê quá. Bà thấy không? Ừ. Người ta hả? Ăn xin hả? Ở đây không có cơm thừa, làm ơn đi cho. Má, má đây nè con Vinh ơi. Má bị gì vậy ta? Má đây nè. Má. Trời ơi bà già. Bà đội cái nón che hết mặt à, ai mà biết chứ. Tại vì đi ở ngoài đường người ta cứ nhìn. Với lại má ngại con. Ngại cái gì? Tôi mà không ra bà đập cửa tới khuya luôn hả? Mà má con nợ nói với má như má vậy hả Danh? Nhà đó hả? Nhà có cơm thừa. Vô đây tôi cho bà cho. Vô. Ở quê có chuyện gì sao mà lên đây? Không có chuyện gì đâu con. Chỉ là má nhớ con và nhớ cháu nội thôi. Tôi có bị làm sao đâu bà nhớ. Còn cháu bà có thấy mặt mũi nó đâu? Thì như con biết đó. Má xin con một lần cho má gặp cháu nội. Má nhớ nó. Con ơi, ba con mất sớm. Má khổ cực đứa con lớn lên người. Vậy thôi bà về đi. Còn cháu của bà làm ơn bà đừng có nhìn nó. Tôi không muốn nó nhìn thấy mặt bà tối tối nó nhìn thấy ông Ngọc. Đi về, về thôi, về. Đau má về con ơi. Anh về rồi nè. Ba con Hồng mới về. Ủa, ai vậy ba? Ủa, nhà có khách hả anh? Ờ... Ai vậy? Chào con. Ờ... Vú. Hả? Bà Vú của anh hồi nhỏ. Ờ, lên đây thăm con của Vú. Rồi thăm anh luôn. Ôi, vì sao cái chuyện này anh không kể cho em nghe gì hết vậy? Dạ con chào Vú. Con chào. Mới biết Vú á Vú. Vú có khỏe không? Má cảm ơn con. Dì cảm ơn cháu. Dạ. Dì khỏe. Nên dì lên thăm tụi con nè. Dạ. Ta nói là ba má của anh Danh mất sớm. Chắc là Vú vất vả lắm mới nuôi nổi anh Danh phải không Vú? Không có gì đâu con. Không có vất vả đâu con. Nuôi anh Danh lên người á là dì thấy hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Vú. Vú lên thăm con cháu đủ rồi đúng không? Giờ đưa Vú về để kịp chuyến xe nha. Không thôi không có xe cho Vú về á. Anh sao mà gấp dữ vậy? Lâu rồi anh không gặp Vú. Rồi mẹ con em cũng mới biết Vú đây nữa. Hay là để Vú ở đây chơi mấy ngày với vợ chồng mình đi ha. Anh kìa hư ghê vậy đó. Không có rót miếng nước mời Vú uống nữa à. Con qua chào bà đi con. Vú ơi, cháu tên Ken đó Vú. Con chào bà Vú. Cháu của bà ngoan quá. Cháu giỏi quá. Trời ơi, Vú bị gì mà cái ghê quá vậy anh? Vú bị tai nạn. Vú trễ chuyến xe rồi, để anh đưa Vú về. Con đi nhà hết đi. Ôi bà chồng. Thôi đi tụi bay ơi. Có chuyện gì vậy con? Tình ghép mẹ. Con đừng có lo. Má không đem bụng những lời bà con nói đâu. Con đã nói với má rồi. Và con không cần má nhớ con nữa. Con tự đi được. Má sai rồi.
từ hôm nay á, má sẽ không đi rước con nữa đâu. Đó không cần má. Hứa, từ nay má sẽ không đi gần con nữa đâu. Mẹ xin lỗi con. Tôi có bị làm sao đâu bà nhớ. Còn cháu bà có thấy mặt mũi nó đâu? Còn cháu của bà làm ơn bà đừng có nhìn nó. Anh, đi có 2 ngày à, sao anh mang đồ nhiều quá vậy anh? Ừ, thì tiện ghé thăm má luôn. Má nào? Hả? Thăm bà Vú. Cách đây 2 tháng bả điện thoại bả nói nhớ anh quá. Sao giờ anh mới ghé? Thì công tác đợt này mới có ngang gần đó. Dạ, không mấy em đi chung với anh nha. Hả, không được. Em ở nhà lo cho con Ken nó ăn học nữa. Dạ thôi. Rồi. Anh đi về liền, về sớm mà. Rồi, tranh thủ về. Kêu mình về cho bằng được. Về rồi bỏ đâu mất tiêu. Ê, Danh. Danh. Mày là Danh phải không? Anh là con ông Mười. Anh Sáu. Trời ơi, mày còn nhìn ra tao hả? Mày làm cái gì mà mày đi 10 mấy năm nay mày không trở về đây? Đi làm ăn. Đi làm ăn? Mày đi làm ăn hay là mày không muốn quay trở về đây? Hả? Cái đó chuyện của tôi. Chuyện của mày? Không về thăm má mày đi. Tại sao mày không về đây mà thăm má mày? Mày có biết là má mày mất rồi không hả Danh? Bà già mất rồi hả? Mày lạnh lùng như vậy hả? Bà mất nửa tháng rồi. Trước lúc bà mất á, bà kêu tên mày xuống mày biết không? Kêu tao làm chi? Trời. Tao không muốn có người mẹ dị dạng như vậy. Tại sao mày cứ ác cảm với cái hình hài của má mày như vậy? Mày có biết là trước lúc má mày mất, má mày kể cho tao nghe một câu chuyện.
con trai của mẹ. Khi con đọc những dòng chữ này thì mẹ không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ biết con mắt của mẹ đã làm cho con xấu hổ. Con à, mẹ vẫn muốn mẹ là một người mẹ hoàn hảo như bao người mẹ khác trong đôi mắt của con. Nhưng số phận đã không cho mẹ làm được điều đó. Hãy tha lỗi cho mẹ, một người mẹ không hoàn hảo. Thương con nhiều. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Con xin lỗi má. Tha lỗi cho con nghe má. Má tha lỗi cho con nghe má.